Vì sao đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai? Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt trong cấu trúc não bộ của đàn ông và phụ nữ. Bộ não của đàn ông gồm hai bán cầu não, có chức năng rất riêng biệt. Bán cầu não phải chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan đến không gian và thị giác, như hoàn thành các công việc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên hay sự phối hợp giữa thị giác và xúc giác. Còn bán cầu não trái chịu trách nhiệm điều khiển chức năng ngôn ngữ và nhận thức, như thể hiện cảm xúc, sự thấu hiểu vấn đề. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng bán cầu não phải của nam giới phát triển hơn bán cầu não trái của họ, trong khi não bộ của phụ nữ thì tổng quát hơn, có nghĩa là cả hai bán cầu não của phụ nữ đều xử lý vấn đề như nhau. Chính vì thế mà đàn ông thường gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi từ suy nghĩ sang cảm xúc hơn là phụ nữ. Đồng thời, nam giới cũng thường kiệm lời hơn nữ giới và thường thua kém nữ giới trong việc ghi nhớ, cũng như giao tiếp và định hướng công việc. Và vì bán cầu não phải của nam giới phát triển hơn, tức thiên về thị giác hơn, cho nên đàn ông thường bị kích thích bởi những gì mà họ nhìn thấy. Đó chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi vì sao đàn ông yêu bằng mắt. Còn vì sao phụ nữ yêu bằng tai? Có phải chúng ta vẫn thường nghe nói phụ nữ dễ mềm lòng, nhẹ dạ, cả tin không? Điều đó cho thấy phụ nữ vốn là phái yếu, họ yếu đuối và giàu tình cảm, nên rất dễ cảm động, dễ siêu lòng trước những lời hoa mỹ có cánh. Thật vậy, theo tâm lý học, thì phụ nữ trong tình yêu thường thích được người yêu đối xử nhẹ nhàng, tình cảm, thích được chăm sóc, bảo vệ, chở che. Họ cũng thích nghe những lời nói ngọt ngào, chất chứa yêu thương, chẳng hạn như anh đây, anh nhớ em ngủ ngon nhé, em là cô gái đáng yêu nhất, duy nhất trong lòng anh. Sau này, cho dù có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa, thì em cũng vẫn luôn là tiểu thư của anh. Mãi yêu em. Thế nên, đối với phụ nữ, những người đàn ông tự tin, có tài ăn nói hay có khiếu hài hước sẽ thường được đánh giá cao hơn rất nhiều so với những người đàn ông khác, cho dù những người đó có tiền tài danh vọng nhiều bao nhiêu đi nữa. Bởi một lẽ, phụ nữ yêu bằng tai. Bằng chứng là một số câu nói êm ái ngọt ngào dưới đây sẽ được phụ nữ cho là giá trị hơn cả câu nói anh yêu em. Em đi vào phía trong này. Khi cả hai đi trên đường mà nghe được câu này, chắc chắn nàng sẽ rất cảm động, bởi vì người đàn ông đã mang lại cho nàng một sự an toàn, một cảm giác mình được che chở, được bảo vệ. Hôm nay công việc thế nào? Em có mệt lắm không? Nghỉ ngơi đi. Đi làm về, đang mang cả khối stress trong đầu, mà chỉ cần nghe được câu này cũng sẽ khiến cho bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng tan biến hết, vì cô ấy có cảm giác mình được quan tâm, lo lắng. Hay những lúc ốm đau bệnh hoạn, hay có điều gì đó buồn lòng, chỉ cần nghe ba từ anh thương em thì đảm bảo cô ấy sẽ rất cảm động luôn, bởi cô ấy cảm nhận được sự chia sẻ chân thành từ người mà cô ấy yêu thương. Vì có yêu thương nhau thật nhiều,
Cô lo lắng cho người mình yêu rất nhiều, người ta mới có thể thốt ra được ba chữ anh thương em trong những ngữ cảnh như vậy. Xét cho cùng, đàn ông yêu bằng mắt hay phụ nữ yêu bằng tai cũng là điều rất tự nhiên, rất thú vị và cũng rất đặc trưng. Bởi tất cả đều được chi phối bởi não bộ và những vấn đề liên quan đến tâm lý học của từng giới. Thế nên, cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, bất kỳ trình độ nào, hay bất kỳ đẳng cấp nào, thì con người ta cũng vẫn có thể có những sự ngờ nghệch, những sai lầm khi yêu. Bởi tình yêu vốn dĩ rất lạ kỳ. Và tình yêu cũng là một phạm trù rất khó giải thích.